chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay kênh Nhà Đất Quận 12 xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Căn nhà chúng ta là nhà một lầu, có diện tích là 4m5 x 20, xây dựng 4m5 x 16, sổ hồng riêng đã được chủ hoàn công đầy đủ. Và đây là sổ hồng của căn nhà chúng ta. Nhà đã được chủ hoàn công đầy đủ, một trệt một lầu. Đây là đường trước nhà của chúng ta là đường bê tông, có chiều ngang là 4m5, xe ô tô, xe 7 chỗ, xe tải vào thoải mái. Và từ vị trí căn nhà của chúng ta ra sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 9km nha quý vị, rất là gần, một vị trí rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà. Phía trước nhà chúng ta có một lớp cửa kéo và một khoảng sân khoảng 2m5. Bên trong chúng ta cũng có một lớp cửa sắt. Hiện tại thì ngôi nhà này đang cho thuê với giá là 10 triệu một tháng, dùng để chứa hàng. Phía trước chúng ta là phòng khách, có chiều ngang là 4m5 và chiều sâu do là khoảng hơn 5m, rất là rộng rãi. Và đây là cầu thang thông lên tầng 1. Sau cầu thang chúng ta có hai phòng ngủ. Đây cái cầu thang thông lên tầng 1 được đổ và lót gạch. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Tiếp đến chúng ta sẽ tới phòng ngủ số 2, giờ cũng đang chứa hàng. Và sau cùng là chúng ta là nhà bếp và nhà vệ sinh. Nhà bếp, khu vực bếp thì có chiều ngang 34m5 và chiều sâu vô là khoảng hơn 3m. Nhà vệ sinh. Và cuối cùng là chúng ta có một cái sân phơi nhỏ, có chiều ngang qua là hơn 1m và chiều dài là 3m. Do nhà chúng ta cũng cắt cũng hơn 3 năm nên màu sơn hơi xuống nước một tí. Nếu quý vị về ở thì chúng ta có thể trang trí lại cho đẹp, sơn phết quét voi lại. Và bây giờ chúng ta đã đi thẳng ra phòng khách tham quan lại một lần nữa. Phòng khách rất là rộng rãi. Và bây giờ theo chân Phúc, chúng ta sẽ lên cầu thang và thông lên tầng 1. Cầu thang thì được đổ bê tông và phía lan can kế bên cũng được xây bằng gạch. Trên là lầu 1 của chúng ta có hai phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau. Phía sau phòng ngủ phía sau chúng ta lại có một cái sân phơi. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước rất là rộng nha quý vị, chiều ngang 4m5 và chiều sâu vô 5m. Phòng ngủ phía trước chúng ta thì có một cái cửa sổ dùng để lấy gió, lấy sáng. Nhà Phúc xin nhắc lại, nhà có diện tích là 4m5 nhân cho 16m, nhưng mà diện tích đất của chúng ta là 4m5 nhân 20, được chủ gửi bán với giá là 3,5 tỷ. Chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Và đây là phòng ngủ thứ tư ở lầu 1. Nhà chúng ta có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 sân phơi phía sau. Phần phơi phía sau chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh và một cái sân nhỏ chúng ta phơi đồ, và một cái góc nhỏ bên đây để chúng ta có thể để máy giặt. Do nhà này cất cũng hơi lâu và đang cho thuê, nếu quý vị về ở thì có thể sơn phết lại thì căn nhà sẽ rất là đẹp. Đây, chúng ta đi một vòng từ phía sau lên phía trước. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái con đường từ ngã ba chợ đường vào vị trí ngôi nhà cho quý vị xem nha. Đây là ngã ba chợ đường, khu buôn bán rất là đông đúc. Hướng bên phải Phúc thì về cầu Phú Long cũ, còn phía bên trái đi hướng này là về Bùi Công Trần, khoảng 300m chúng ta vào một đường nhánh nhỏ là tới vị trí của căn nhà. Hiện tại thì khu chợ này buôn bán rất là đông. Bây giờ là 10 giờ trưa nhưng mà còn người buôn bán rất là đông nha quý vị. Từ ngôi nhà chúng ta ra chợ này mất khoảng 200m. Xung quanh chúng ta có rất nhiều siêu thị.
thì thế giới sữa bên trái chúng ta có rất là nhiều siêu thị, cửa hàng buôn bán rất là đông đúc. Bách Hóa Xanh, rồi Sata Food, Vinmart, khu này rất là đông dân cư và sầm uất nha các quý vị. Đi thêm khoảng một hơn 100 mét nữa có một đường nhánh, chúng ta sẽ quẹo vào một tí là tới căn nhà. Nhà hiện tại của chúng ta nằm phường Thạnh Xuân, quận 12. Và đây là đường nhánh rẽ vào căn nhà chúng ta. Đường này thì có chiều ngang là hơn 5 mét. Khúc trong này hơi nhỏ một tí là gần 4 mét nha quý vị. Xe 7 chỗ, xe 4 chỗ, xe tải vào ok. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ theo phút số điện thoại trên màn hình để xem căn nhà và gặp trực tiếp chủ để chúng ta làm việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Chào tạm biệt, chúc quý vị nhiều may mắn và nhiều sức khỏe trong cuộc sống.